Sexy Friday. Này nhá, bàn chân dài lắm nhá. Ừ, bàn chân, ngón chân kìa. Bàn chân này á, ôi dồi ôi, bàn chân dài ghê, trời ơi. Đủ sao? Đúng không, ngón chân là chân dài. Bàn chân, ngón chân đó bố. Không đặt đi đâu được à? Có lịch hẹn của bác sĩ sinh, sinh hôm thứ tư 10 giờ rưỡi mà. Sinh thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, này là hôm thứ năm. Một số đứa nó không thích động tác này đâu. Khi nào mà lớn hẳn vài tháng thì qua một tháng thì may ra đứa nào quay mắt ra thì mình thích cái động tác là mắt quay. Mấy dần dần nó sẽ yếu ít đi đúng không chứ? Ít dần, ít dần. Trong tháng đầu tiên thì thường chúng nó rất là xì xẹt 7 đến 8, có khi 10 lần một ngày. Cứ bú giữa mẹ bao nhiêu lần thì hầu như là các bạn sẽ ít bấy nhiêu lần. Vâng. Càng số dạ chứ. Mà đưa bé bé anh mà ị một ngày có 2-3 lần đưa 8 món thì đi, phải ít. Không phải cả ví dụ như những bạn mà uống sữa ngoài ấy, mà không nóng thì thôi là nó cũng đi ít đi. Còn sữa mẹ thì đa phần là xì xoành. Thế cho nên là mẹ không cần phải lo là con mình bị làm sao đâu. Không có vấn đề hay đường ruột có vấn đề đâu. Chân bắt đầu vò vào nhau đấy, tình đấy, tay cũng dài nhỉ. Sắp 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 sắp
tầm bắt đầu là vài ngày trở ra thôi. Trong vòng 1 tháng đến 1 tuổi hầu như trẻ sơ sinh đứa nào cũng bị nấc, hay nấc lắm. Mới sinh ra mấy ngày đầu thì nó nấc ở trong bụng nó. Trong bụng nó cũng nấc. Nấc thì mình cảm thấy tim đập nó đều. Nó kịch ấy, khó chịu lắm. Lớn thì là mệt lắm, nhưng trẻ con nó quen rồi. Khi nếu mà bạn nấc lâu quá thì có thể gãi gan bàn chân này, khóc lên.